trọng tài Ngọc Nhớ không còn xuất hiện ở V-League 2022. Với lỗi rất nặng trong trận đấu Hoàng Anh Gia Lai hòa Bình Định 1-1 ở vòng 22 V-League 2022, trọng tài Ngọc Nhớ sẽ bị treo còi đến hết giải. Trọng tài Ngọc Nhớ đã thổi quả 11 mét tưởng tượng ở cuối trận đấu Hoàng Anh Gia Lai gặp Bình Định giúp cho Hoàng Anh Gia Lai có một điểm khi Văn Thành ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng phố núi ở phút bù giờ cuối cùng. Nhờ quả phạt 11 mét tưởng tượng của trọng tài Nhớ, Hoàng Anh Gia Lai thuận lợi trong việc trụ hạng, trong khi Bình Định bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bị mất chiến thắng, gần như hết cơ hội đua vô địch. Sau khi xem lại video phía sau cầu môn, ban trọng tài đưa ra quyết định, trọng tài Ngọc Nhớ đã sai lầm vì Tiến Duy không phạm lỗi với Minh Vương, mà Vương tự té ngã do cắm chân xuống đất. Với sai lầm quá nghiêm trọng này, trọng tài Ngọc Nhớ không còn được xuất hiện ở V-League 2022 khi bị treo còi đến hết giải. Do năng lực yếu, nên nhiều khả năng mùa giải 2023, trọng tài Nhớ sẽ chỉ có thể khởi đầu ở giải hạng nhì hoặc giải hạng nhất, khi nào vị trọng tài này có tiến bộ về chuyên môn mới có thể được quay trở lại Bắc V-League. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn. Thank you.